xin chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS Trước hết đi vào câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng gửi chào mừng với dân tộc Argentina đã cân đình đã vừa thắng cái gọi là cái uh, cúp uh, túc cầu thế giới do FIFA tổ chức ở Qatar là quốc gia mà đứng lên tổ chức đại hội túc cầu 4 năm một lần năm nay 2022 và cái nước thua là buồn cười là nước Pháp thua một cách đau khổ cho nên nhiều người người ta cũng đã bực mình nhưng mà đối với Argentina thì đây không phải là lần đầu tiên họ đã lãnh cái cúp của thế giới quý vị nhớ năm 1978 lần đầu tiên họ thắng giải tốc cầu thế giới rồi đến năm 1986 họ thắng lần thứ nhì rồi đến bây giờ là 34 năm sau họ mới thắng lần thứ ba cho đến bây giờ thì đa số các cái cầu thủ túc cầu của thế giới nổi tiếng là miền Nam Mỹ. Quý vị còn nhớ là vua phá lưới Pele, người Ba Tây. Và bây giờ là tới Argentina. Rồi đã có lần quốc gia Peru, những cái quốc gia của Nam Mỹ, họ rất giỏi về vấn đề túc cầu. Trong khi đó, nói về cao và to những người Âu Châu, Phi Châu, da đen thì lại không có thành quả nhiều như là người của Nam Mỹ. Cho nên năm nay Argentina đã dẫn đầu thế giới vào cái giải cúp FIFA 2022. Rồi chúng ta có một câu chuyện nói về ông Elon Musk. Ông Elon Musk nói rằng là những người muốn quyền lực là ít xứng đáng với điều này nhất. Trong bài đăng mới đây trên Twitter, Ông Elon Musk cho biết rằng những người muốn quyền lực là những người ít xứng đáng với điều này nhất. Trước đó, vị tỷ phú đã mở một cuộc thăm dò ý kiến để xem liệu ông có nên từ chức giám đốc điều hành Twitter hay không. Đồng thời khẳng định ông sẽ làm theo kết quả của cuộc thăm dò, sẽ kết thúc vào khoảng 11 giờ 30 ngày 19 tháng 12. Trên uh, Twitter thì mất đăng tải câu hỏi liệu tôi có nên từ chức lãnh đạo Twitter hay không? Tôi sẽ tuân theo kết quả của cuộc khảo sát này đi kèm với đó là hai lựa chọn có và không. Sau khi hoàn tất thỏa thuận mua lại Twitter hôm 28 tháng 10 và nhanh chóng ông ta đã là một người nắm quyền quản lý toàn diện Twitter đã thực hiện nhiều cải tổ. Thứ nhất là đuổi những cái tên đầu đậu mà đã làm đầy tớ cho bọn con lừa, bọn Deep State. Đó là cái tên Mỹ gốc Ấn Độ, A. Wall. và một tên coi về Pháp Lý, tên Ajed Pay. Đây là hai tên Ấn Độ đầu nậu mà đã làm hại rất nhiều tới vấn đề tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Chỉ vì được đút lót cho nên ông Twitter, Elon Musk, khi bước vào trụ sở ông vác vào một cái bồn rửa chén bồn rửa mặt và ông nói rằng cho ngay an ninh áp tải những cái tên xúc xanh này ra khỏi Twitter ông bảo rằng họ là những người đã đàn áp vấn đề tự do ngôn luận nhất là cái con bé Ấn Độ qua việc luật pháp nó là người chính thức ảnh hưởng của Michelle Obama để mà đuổi Tổng thống Donald Trump ra khỏi Twitter và cũng nhờ cái vấn đề này mà Tổng thống đã có một cái chút social còn mạnh hơn vấn đề Twitter nữa và giờ này dân chúng đang quý mến. À, Elon Musk từng đề cập đến khả năng là Twitter có thể phá sản sau khi mạng xã hội rơi vào tình trạng hỗn loạn là vì ông thấy rất nhiều cái bọn deep nó đã dục các cái cơ quan quảng cáo như là GM, như là các công ty Ford lớn. Nhưng mà đối với ông không quan trọng Bởi vì ông đã đem ra vấn đề toàn quyền Không còn nằm trên thị sản Vấn đề stock exchange của thế giới Và đây là một cái sự kiểm soát toàn diện Để ông bảo đảm rằng Cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ được bảo vệ Rồi suốt từ ngày đầu tháng 11 đến bây giờ Ông đã đưa ra 6 hồ sơ Hồ sơ ban đầu là về cái laptop của con tên đầu nọ tòa bạch cung rồi đến thứ hai đưa ra những cái khủng hoảng của tụi CIA, FBI đã can thiệp vào Twitter cái thứ ba đưa ra cái bằng chứng cho thấy những cái tên Mỹ gốc Ấn Độ nó đã phá hoại nền văn dân dân chủ của Hoa Kỳ bằng cách nó nhận chỉ thị của FBI của CIA nó đi họp hàng tuần để nó về nó điều khiển và nó thay đổi đường lối của tự do ngôn luận của Hoa Kỳ. Rồi đến thứ tư thì ông đưa ra hồ sơ về tham nhũng của Nancy Pelosi trong những cái cuộc gọi là insider trader. Tức là mụ Pelosi mụ nghe được tin tức những cái thị trường chứng khoán nào lên đi xuống thì mụ nói ngầm cho chồng mụ mua cho nên mụ kiếm hàng trăm triệu. Cái tài sản của Nancy Pelosi cái ngày vào mới làm chủ tịch cách đây 4 năm mới có 57 triệu mà sau 4 năm tài sản của y thị đã lên đến 291 triệu là nhờ vào những cái cuộc làm ăn bất lương và tham nhũng này rồi thứ sáu ngày hôm qua ông ta lại đưa ra tài liệu về vấn đề Foxy tài liệu về vấn đề Deep Tech là cái bọn thế lực ngầm là cái bọn tài phiệt của Mỹ nó khinh khinh đảo cái truy ra như thế nào bởi vậy cho nên ông Twitter mới đi thông báo rằng họ sẽ cấm cái mà gọi là quảng cáo miễn phí của các nền tảng truyền thông xã hội khác, đồng thời cho biết họ sẽ không cho phép người dùng đăng tên và liên kết đến tài khoản của họ. Và ngày hôm qua ông còn ra lệnh là đóng hẳn các cái tài khoản của những cái tờ báo New York Times, Washington Post, CNN vân vân. Vì những cái ký giả này viết những bài báo nói láo về tổng thống Donald Trump. Cho nên càng ngày chúng ta càng thấy rằng là Donald Trump mới là một con người lý tưởng. Lâu nay bị hàm oan, nào là nói láo, nào là vấn đề kỳ thị, hóa ra toàn là những cái thứ xúc xanh. Trong đó báo chí Mỹ đi theo Deep State để mà lờ đi cho cái vụ FBI CIA nó cấm Twitter, cấm Facebook cấm Google không được phổ biến cái laptop tội lỗi của cái đứa con thằng xúc xanh tòa bạch cung và cả báo chí mỹ đều là tâm miệng rồi nó đưa ra những cái tin sai rồi những cái tên làm báo chí truyền thông tv của dân anamid ngô rừng đó là bắt chước theo và nói xuyên tạc về tổng thống donald trump đến giờ này rõ ràng hết những cái tên cà chớn này bây giờ dám mở miệng nói đi mà đấy là tin vịt Elon Musk đã bỏ ra 44 tỷ đô la để mà đem lại sự thực cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận. Rồi thông báo của nói thêm rằng Twitter sẽ xóa nội dung các tài khoản Facebook, Instagram, Metadon, Truth Social, Dribble, Post và LinkedIn, nền tảng nghề nghiệp và TikTok. Trong khi đó thì nước Mỹ giờ này đe dọa ám sát Elon Musk Ông đã tuần vừa rồi Ông đã có hình ảnh chiếu Của một những cái tên bịt mặt Nó theo dõi cái xe chở Đứa con 2 tuổi của ông Mà chúng nó tưởng là trên xe có Elon Musk Và ông đã điều tra và ông đã biết Và ông đã kết thúc Đóng account của những cái tên súc sanh này Và ông đóng luôn cả Các cao của những cái tên lâu nay Theo dõi cái chuyến bay của ông Chuyến bay của Elon Musk cất cánh ở đâu, đi đến đâu, chúng nó đều nói ở trên Twitter. Và bây giờ ông đã đóng luôn account của những cái tên mà dò gì và những cái người theo dõi. Rồi đây là một trong cái sự kiện mà cho thấy rằng Twitter còn đánh ra đều đều. Vậy là cho đến bây giờ nó có sáu tập hồ sơ bằng chứng để cho đảng Cộng Hòa sẽ đưa đảng quân lừa và cái bọn Deep Tech ra trước quốc hội và từ đó họ điều tra mùng 3 tháng giêng này đảng cộng hòa chính thức trở thành nắm cái đảng của hạ viện mụ già mất nancy pelosi cũng đang run rẩy là vì đã bị Twitter lột hết những cái sự thật tham nhũng hủ hóa giữa mụ và con cháu tên gavin newsom thống đốc của tiểu bang cali rồi mới đây là có một tin là tàu hải quân ở bên thái lan bị chìm làm mất tích 33 thủy thủ. Một tàu hải quân của Thái Lan đã chìm tại Vịnh Thái Lan. Nhiều trực thăng và khu trục hạm đã được huy động để tiếp cứu các thủy thủ. Nhưng cho đến bây giờ chỉ có 78 trong số 106 thủy thủ được cứu. Trong đó có 3 người bị thương nặng và 33 thủy thủ vẫn còn mất tích. Cái lý do bị chìm là vì gió mạnh đẩy nước tràn vào tàu hộ vệ. Sukhothai gây sập hệ thống điện trên chiến hạm vào tối 18 tháng 12 vừa qua. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã điều tới 3 khu trục hạm nhỏ và hai trực thăng để đi hỗ trợ rút nước khỏi tàu. Tuy nhiên gió mạnh đã gây khó khăn cho công việc này. Mặc dù Hải quân Thái Lan ban đầu nhận định tất cả thủy thủ đã được cho là an toàn trong một tuyên bố ngày 19 tháng 12, nhưng họ cho biết 33 thủy thủ khác vẫn đang chờ được cứu ở dưới nước. Sự kiện này đã xảy ra khi cái khu trục phạm Sukhothai tuần tra ở địa điểm cách bến tàu Bangasan, tỉnh Parachap, cách thủ đô 32 cây số. Phát ngôn viên Hải quân là ông Trung tá Pongkong Montadan nói rằng tàu hộ tống Sukhothai đã bị sóng đánh mạnh hôm 18 tháng 12, nó bị nghiêng sang một bên trước khi nước tràn vào. Ông cho biết nước biển tràn vào tàu qua một đường ống, cắt đứt nguồn điện của tàu, từ đó tàu đã bị chìm. Các video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy tàu đã nghiêng gần 60 độ so với mặt nước. Trong những gần đây, khu vực miền Nam Thái Lan đã hứng chịu rất nhiều bão, tố, ngập lụt. Bởi vậy cho nên, quốc vương của Thái Lan cũng đã tỏ lời chia buồn với các gia đình mà các quân nhân bị mất kích. Rồi bản tin tiếp theo chúng ta có tổng thống Ukraine nói rằng cuộc tái chinh phục Crimea đã bắt đầu. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, tổng thống Zelensky nói với đài truyền hình Pháp TF1 rằng người dân Ukraine đã sẵn sàng về mặt tâm lý để giành lại bán đảo Crimea mà đã bị Nga cướp mất năm 2014 trong cái thời của Obama và Obama đã rời đi để cho Nga chiếm đất của Ukraine và Oma cũng đã lờ đi cho cái bọn ISIS để mà nó giết người da trắng. Đó là những cái sự kiện không thể tha thứ được cho những con người phản quốc và xét xử được quốc hội đưa ra tòa trong những ngày tháng sắp tới. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.